Chuyện các khoa học gia. Tác giả viết này là cư sĩ Từ Quang, cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia đồng cộng tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, xin cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo. Chính lòng hiếu thảo và tâm tánh ứng dụng Phật Pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn khoan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chiêu cảm ứng vô biên toàn là tôi được nghe các pháp nữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua, chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ơn chư Phật, Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chánh kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm, đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra đường, chừng khoảng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó, dù bà có tỉnh, nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh, hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bể và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thấy điều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đài khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cương thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm, ban đêm tim thường ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng năm 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm song thân. Cha tôi bảo khi trời mùa hạ oi bức nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi, không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc kinh Kim Cang. Tôi biết kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng kinh Kim Cang hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật tôi bắt đầu tụng. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ kinh Kim Cang. Tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng kinh Kim Cang này cho tất cả quan gia trái chủ của bổn thân. Xin chư vị quan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ, nhưng cứ quấy nhiễu như thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương, đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng kinh Kim Cang, xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 2. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần, xong 7 bộ kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm. Trong tâm, tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng.
Nhưng mà chuyện tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: "Thật may mắn rằng cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ tôi đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay." Nghe vậy, tôi khắp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng ngạc nhiên, đồng cho là vi diệu. Sau đó, mẹ tôi khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu, tôi nghe càng chấn động chữ. Mẹ tôi thố lộ rằng, trước đây bà sợ nói ra, cả nhà không ai thèm tin, nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được. Hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm bơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, hỏi liền: "Họ ra sao?" "Họ có đủ nam đủ nữ, tuổi tương đối lớn." "Vậy hình dáng như thế nào?" "Đa số mẹ không nhìn rõ mặt. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo hung dữ, nhào đến chụp cánh tay mẹ. Mẹ giằng lại thoát ra." Mẹ giải thích: "Bởi vì sợ thấy đám người này, nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì một lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến mất." Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quan. Do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu có bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên, chẳng thể điều này nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này, oái âm thay, chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi: "Sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi." Tôi giải thích cho mẹ rõ: "Trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Còn chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn, nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đọa trong quỷ đạo luôn chật sẵn. Đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngay giây phút mà nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu cho mẹ sớm hơn." Mẹ nói: "Nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa." Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và quan gia trái chủ của bà, thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại Viện Khoa học Cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tín bán nghi, còn mẹ tôi thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, chưa được cảm ứng vi diệu,
Chính việc này đã khiến cho hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày, mỗi sáng tối, bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày, ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân, nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là, suốt tuần lễ, tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ. Tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận bằng tất cả do tôi tự khỉ ám thị hoặc ảo giác tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức kinh Kim Cang quả thực màu nhiệm, không thể nghĩ lường. Nam mô A Di Đà Phật.